thay đổi thế giới bằng thông điệp hy vọng. Thời điểm thức tỉnh đã đến. Ánh sáng vô biên của vũ trụ đã khiến cho một điều tuyệt vời bắt đầu diễn ra trên hành tinh này. Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, chúng ta có một cơ hội thực sự để có hòa bình trên hành tinh này, để cảm nhận một sự tự do tuyệt vời. Thời điểm để thức tỉnh đã đến. Từ hàng ngàn năm nay, chúng ta đã đi tìm hòa bình. Nhưng bây giờ, chúng ta đã nhận ra rằng, không thể có hòa bình cho đến khi nào ta tìm thấy bình an bên trong. Mỗi suy nghĩ trong tâm trí phát ra một sóng điện từ đáy trái tim, và nó tác động một cách đáng kể vào thế giới xung quanh. Trái tim con người là nguồn phát mạnh nhất của cả trường điện và trường từ trong cơ thể. Và điều này quan trọng bởi vì chúng ta đã luôn luôn nghĩ rằng não là nơi mà tất cả mọi thứ xảy ra. Bộ não cũng có trường điện và trường từ, nhưng chúng yếu hơn rất nhiều so với tim. Trường điện của trái tim mạnh hơn gấp 100 lần và trường từ của tim mạnh hơn gấp 5.000 lần so với não. Điều này quan trọng bởi vì thế giới vật chất như chúng ta được biết rằng cấu tạo ra từ hai thứ, trường điện và trường từ. Và sách vở vật lý nói với chúng ta rằng nếu chúng ta có thể thay đổi từ trường hay điện trường của một nguyên tử, thì chúng ta có thể thay đổi nền tảng của thế giới vật chất. Trái tim con người được thiết kế để điều khiển cả hai, tức là cả điện trường và từ trường của cơ thể lẫn thế giới. Vì vậy thế giới này sẽ đáp ứng với những cảm xúc trong tim và não. Toàn bộ vật chất chỉ là sóng rung động, âm thanh tạo ra hình dạng. Mỗi ý nghĩ sẽ tạo ra một sóng chứa thông tin cực kỳ mạnh, và chúng giúp hình thành thế giới xung quanh chúng ta. Mỗi một ý tưởng sẽ phát ra một tần số. Những nghiên cứu từ năm 1993 về sự ảnh hưởng của thiền định tập thể tới tội phạm bạo lực đã đưa ra những kết quả hết sức bất ngờ và đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học trên khắp thế giới. Hơn 4.000 thiền gia từ các trường phái khác nhau đã tụ tập tại Washington DC, Hoa Kỳ. Và ngay sau khi họ bắt đầu hành thiền thì tần suất của tội phạm đã giảm một cách bất ngờ. Nghiên cứu này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần với những kết quả còn đáng kinh ngạc hơn. Chúng ta muốn tạo ra hòa bình, chúng ta cần một khoa học về hòa bình. Vì trường nhận thức là một trường hợp nhất, nó là một trường của hạnh phúc, của phúc lạc và nó hữu hình. Thậm chí nó còn mạnh hơn cả thể chất, mạnh hơn năng lượng hạt nhân hàng triệu lần. Ta chỉ cần truy cập vào nó, nhận thức của bạn có thể truy cập vào nó. Chúng ta cần những người phát triển hệ thống thần kinh của họ đến điểm mà họ trở thành các ngọn đèn hải đăng của hòa bình, họ tỏa sáng hòa bình. Vô thức tập thể của nhận thức nhân loại có thể là nguồn gốc của các thảm họa. Khi nói đến chuyện sóng thần hay động đất, nếu bạn thực sự tin vào tâm trí thì bạn sẽ có thể nói rằng nó liên quan với những chấn động trong nhận thức tập thể. Chúng ta là một phần của thiên nhiên. Bạn là một phần của thiên nhiên. Bạn không tách rời ra khỏi nó. Vì vậy, những suy nghĩ tập thể tác động sâu đến tất cả mọi thứ. Chúng ta có xu hướng tách con người ra khỏi thiên nhiên, nhưng chúng ta không thể làm được, không bao giờ thành công. Đa số các cuộc khủng hoảng chúng ta phải đối mặt có thể được giảm nhẹ đi, thông qua sức mạnh của những trái tim đập cùng một nhịp của phúc lạc. Tất cả việc bạn cần phải làm là thiền với nhận biết hàng ngày. Chỉ vậy thôi. Giáo sư Rolin McCrady cho biết, trong 18 năm qua, trung tâm nghiên cứu của tôi đã nghiên cứu về sự tương tác giữa tim và não. Khi tim và não giao tiếp với nhau thì chúng ảnh hưởng đến ý thức và nhận thức như thế nào. Một trong những điều mà chúng tôi tìm thấy được trong những nghiên cứu của chúng tôi là trạng thái mạch lạc. Chúng tôi phát hiện ra rằng, khi chúng ta cảm nhận những cảm xúc tích cực, chẳng hạn khi chúng ta ngắm cảnh mặt trời lặn hoặc cảm thấy được yêu thương, lòng từ bi, thì trái tim sẽ gửi một thông điệp hoàn toàn khác. Trái tim của chúng ta sẽ tạo ra những thông điệp rất khác, và trái tim tạo ra một trường từ mạnh nhất trong cơ thể. Chúng tôi đã phát hiện qua phân tích quang phổ của từ trường tim rằng, thông tin về cảm xúc được mã hóa vào trong từng nhịp rung động từ trường. Vì vậy, nếu chúng ta học cách để thay đổi cảm xúc của mình, thì những thông tin đó sẽ được phát ra thông qua từ trường của tim, và nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chúng ta kết nối với nhau một cách sâu sắc, không chỉ với nhau mà còn với cả hành tinh toàn vũ trụ, và những gì chúng ta nghĩ sẽ thực sự ảnh hưởng đến cả một hành tinh. Đôi mắt của bạn đã bị bịt lại. Hàng chục ngàn năm trước, tổ tiên của chúng ta đã sống như là một trong nhận thức,
nhưng vì sự thụ động của họ mà gần như toàn bộ nền văn minh đã bị phá hủy trong nháy mắt. Nhưng nó đã được làm sống lại bởi một người đàn ông nói rằng ông phát hiện ra không chỉ một kim tự tháp đầu tiên trên cả lục địa châu Âu, mà cả một thung lũng kim tự tháp lớn nhất trên thế giới. Chỉ trong vài tháng khai quật, họ đã tìm thấy rất nhiều tảng đá khổng lồ được đẽo gọt. Samir đã sử dụng vệ tinh phân tích nhiệt để phân tích hàng chục ngàn đồi núi trong việc tìm kiếm kim tự tháp của mình. Ông nói, chúng tôi khám phá 1.000 ngọn đồi và tìm thấy 9 kim tự tháp. 5 kim tự tháp trong số đó nằm trong thung lũng này. Chúng có hình học hoàn hảo. Ngay khi tôi nhìn thấy nó từ bên ngoài lần đầu tiên, tôi biết ngay rằng đây không phải là một ngọn đồi tự nhiên mà là cấu trúc do con người tạo ra. Phân tích niên đại carbon cho thấy kim tự tháp đã được xây dựng từ 30.000 cho đến 40.000 năm trước. Một số khối đá lớn đến nỗi không có cần cầu hiện đại nào có thể nhấc chúng lên được. Bên trong có rất nhiều phòng, đường hầm dài hàng cây số. Các kim tự tháp được khám phá trong những năm gần đây khắp mọi nơi trên thế giới. Ở Guatemala, một trong những kim tự tháp lớn nhất thế giới được bao phủ bởi rừng rậm. Thành phố Mirador được một số chuyên gia coi là cái nôi của nền văn minh Maya. Nó có kích thước của một thủ đô hiện đại. Những kim tự tháp khổng lồ đã bị đánh chìm trong một cơn lũ lớn. Yoraguni nằm ở tận cùng của Nhật Bản và được bao phủ trong sương mù huyền bí. Một vài mét dưới mặt nước là một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới. Đó là một nơi mà có thể chúng ta sẽ phải viết lại toàn bộ lịch sử loài người. Không ai có thể biết chắc chắn những gì nằm ở dưới đó. Nhưng nhiều chuyên gia tin rằng đây là những di tích của một thành phố cổ đại lớn hiện đang nằm dưới nước. Đó có thể là nền văn minh bị thất lạc Atlantis. Những dẫn chứng về các kim tự tháp, các nền văn minh bị biến mất một cách bí ẩn trên một lần nữa khẳng định rằng chúng ta đã thực sự quên đi mình là ai và đang lạc lối trong một sự phát triển thụt lùi. Đã đến lúc để chúng ta nhớ lại chúng ta thực sự là ai. Đừng sợ những thay đổi lớn mà chúng ta đang phải đối mặt. Hãy nhận ra rằng đó chỉ là một phần của quá trình lớn lên để rửa đi những đường lối cũ của thế giới cũ. Xin lưu ý rằng chúng ta không còn thời gian để tự mãn. Hãy thiền mỗi ngày, và khi bạn thấy những bức tường xung quanh bạn bắt đầu lần lượt đổ xuống, hãy nhận ra rằng những bức tường đó chính là những rào cản mà đã nhốt bạn từ bao lâu nay. Đây là sự khởi đầu và chúng ta đang chờ đợi một vị Phật nhận biết vô tận tuyệt vời. Và chúng ta sẽ khám phá rằng chúng ta về cơ bản là những thành viên của một gia đình. Hãy trợ giúp nhau để xây dựng lại hành tinh của chúng ta hòa bình hơn, một nơi lành mạnh và công bằng để sống hơn, con đường của sự tha thứ hơn thay vì trả thù, con đường của sự chung tay thay vì chia cách. Hãy chọn tình yêu và chung tay. Chúng ta không cần giữ sự thù hận đối với những người đàn áp chúng ta, sự thù hận dựa trên sự sợ hãi. Thay vào đó, chúng ta hãy đi sâu vào lòng chúng ta và cố gắng tìm sự bình an. Trong mỗi người, cho dù đen tối đến mấy cũng chứa đầy ánh sáng. Tất cả những gì bạn đặt năng lượng và cảm xúc của mình vào sẽ trở thành thực tế của bạn. Những cảm xúc của bạn sẽ trở thành thực tế của bạn. Hãy chọn tình yêu. Cuộc sống rất quý giá, vì vậy đừng phí cuộc sống của bạn. Không có thời điểm nào ngoài hiện tại. Hãy thức tỉnh, nhìn xung quanh, mở tầm mắt của bạn, mở rộng trái tim và đặt niềm tin vào tình yêu. Hãy cảm nhận nó, tình yêu thực sự sẽ đến. Xin chào và hẹn gặp lại.